Được rồi, ngồi xuống, từ từ. Sao sao anh mang giày vào nhà? Đó là chuyện anh quan tâm mà. Sao lại chuốc sai cô ấy nữa? Tôi chuốc sai cô ấy là thế nào? Anh biết tủ lượng cô ấy không tốt, sao không ngăn cản? Anh biết vì sao cô ấy uống rượu không? Bởi vì rõ ràng cô ấy không làm gì sai, vậy mà bị người ta làm nhục rồi đuổi việc, vừa mất mặt vừa mất việc. Anh là lãnh đạo công ty, là cấp trên của cô ấy, sao không ngăn lại? Tôi đưa cô ấy về cho anh. Anh không những là không cảm ơn tôi mà còn chất vấn tôi. Tại sao không cản cô ấy uống rượu à? Anh đúng là vớ vẩn quá. Anh vừa chăm sóc cô ấy vừa tự kiểm điểm mình đi. Tôi phải tự kiểm điểm mà. Không phải chứ. Cô là sắp nôn à? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám nôn ra, ngày mai cô không được thấy mặt trời nữa đâu. Có phải sợ rồi không? Khốn nạn Cố Thừa Trạch. Tôi khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn. Tôi khốn nạn chỗ nào? Từ lúc gặp anh chẳng có chuyện gì tốt hết. Anh hại tôi mất mặt, mất việc, mất cả trái tim, mất hết tất cả.
Nói dành nói cùi thì sướng, đến ngủ cũng xấu xí như vậy. Nói nhăn nói cùi, mình đã nói gì vậy? Đã nói nhăn nói cùi rồi mà đến ngủ cũng xấu xí như vậy. Nói nhăn nói cùi, mình đã nói gì vậy? Mình nói gì vậy chứ? Chào buổi sáng. Cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Đang nói cái gì vậy? Cô không nhìn thấy sao? Tối qua tôi uống say quá. Có làm gì bậy bạ hay không? Làm gì cũng không biết sao? Cô không nhớ chút gì thật sao? Vậy để tôi gợi ý cho cô. Hôm qua cô mắng cấp trên và chủ nhà của cô, tức là tôi. Sao lại vậy? Vậy mới biết cô oán hận tôi nhiều lắm. Không. Sao tôi oán hận anh được? Tôi kính trọng anh lắm đó chứ. Khốn nạn Cố Thừa Trạch, tôi khốn nạn. Khốn nạn. Tôi khốn nạn chỗ nào? Từ lúc gặp anh chẳng có chuyện gì tốt cả. Anh hại tôi mất mặt, mất việc, mất cả trái tim, mất tất cả. Mất tất cả rồi. Nhớ ra rồi chứ? Sao tôi lại nói những lời đó? Xem ra cô không hiểu bản thân mình lắm. Cô nói ra những lời đó vì cô là người yêu tiền như mạng sống của mình vậy. Yêu tiền như mạng sống à? Nếu không sao uống say vẫn nhớ chuyện mất việc, mất lương. Đúng, tôi nói là tiền lương. Đúng là tôi quá mê tiền. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng tìm việc cho cô. Tiền lương sẽ trả đủ cho cô, không thiếu một đồng. Nhưng mà những ngày sắp tới cô không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà. Nhất là không được đi uống rượu với tên David đó. Được, tôi xin hứa.
Cô còn đứng đó làm gì? Nhìn bộ dạng lườm thùng của cô, tôi thấy khó chịu. Tôi rửa trái ngay đây. Mau lên, tắm xong rồi uống canh. Biết rồi. Canh của anh nấu ngon quá. Thì sao anh nấu nướng khéo đến vậy? Sao cô thích đi uống rượu với David quá vậy? Thì bạn bè mà, đi uống rượu với nhau là chuyện bình thường thôi. Bạn bè, cô biết rõ anh ta không? Ngoài chuyện anh ta ở căn đối diện, cô còn biết cái gì khác nữa không? Dù sao đi chăng nữa, có thể ở nhà đối diện với anh chắc chắn là người tốt. Giả lại anh ấy ga lăng, ăn nói đàng hoàng, trang trí nhà cửa cũng rất tinh tế, đầy chất nghệ sĩ. Nhà anh ta tốt như vậy, cô ở đó ở đi. Anh ấy có nói mà, nếu tôi không thể ở đây nữa thì anh ấy sẽ nhận tôi. Lê Yến Thư, tôi còn chưa tìm cô tính sổ. Cô đã tự mò tới công ty. Xin lỗi, tôi đang vội. Không lẽ vì tình thông đuổi việc cô nên cô muốn quay lại Hàng Thị? Đó cũng là một lựa chọn không tồi. Tôi sẽ suy nghĩ. Cảm ơn cô nhắc nhở. Dù có làm gì cũng không nên để ảnh hưởng tới Hàng Thị. Cô biết rõ việc hợp tác với Nêu Phê quan trọng với Hàng Thị như thế nào. Vậy mà lại làm cho nó hỏng hết. Hỏng hết rồi. Tại tôi sao? Phải. Chính là vì cô. Và cả bà mẹ ngu xuẩn của cô. Hai mẹ con cô âm mưu dụ dỗ Cố Cẩn Quân. Giờ bà Cố biết chuyện, cho nên đã hủy việc hợp tác với Hàng Thị. Bây giờ tôi yêu cầu cô đi xin lỗi bà Cố. Nói với bà ta rằng cô sẽ không dụ dỗ Cố Cẩn Quân nữa. Cho dù phải quỳ xuống xin tha thứ, cô phải lấy lại hợp đồng về đây cho tôi. Thứ nhất, quỳ xuống xin tha thứ không phải phong cách của tôi. Thứ hai, tôi chưa bao giờ muốn lấy Cố Cẩn Quân, nên cũng không cần xin lỗi. Tới giờ cô vẫn già mồm như vậy. Tôi quá rõ ý đồ của cô rồi. Đúng là giả tạo hết chỗ nói. Nhưng trong chuyện với Cố Cẩn Quân, tôi chưa bao giờ nói dối. Bao nhiêu năm qua, cô nói dối hết lần này tới lần khác. Tôi cho cô biết, cô không bao giờ có được Cố Cẩn Quân đâu. Thì sao? Cô thì được sao? Ít ra cô sẽ không có được anh ấy. Tôi giỏi lắm. Tạm biệt.